Sao biểu tình tại Mỹ coi như đã xẹp. Mà nếu còn một vài cái lẻ tẻ biểu tình, nó chỉ là cái bong bóng hơi để bay lên trời đó. Ngày xưa thì nó bay, bây giờ thì nó hãy còn, nhưng mà nó nằm dưới đất. Có những nơi đó, nó xẹp luôn, tắt luôn. 8 tháng này cộng đồng Việt Nam không có biểu tình. Quý vị đừng hỏi tôi tại sao không có biểu tình. Hỏi ông Phan Kỳ Nhân, hỏi ông Ngô Kỷ. Tại vì những cái trò chơi của họ đang làm là những cái trò chơi rất là bần tiện. Giống như ông Trần Quan Khách, Trần Khách Quan đó. Lừa bịp cộng đồng. Ngạn ngữ Tây Phương có một câu rằng bạn có thể lừa nhiều người, một đống người nhiều lắm, cả triệu người trong một lúc, nhưng bạn không có thể nào lừa một người nhiều lần. Tại sao? Tại vì họ là những người mượn đầu heo nấu cháo. Cái đường theo luật của Mỹ, một con đường Mỹ không bao giờ nó đổi tên con đường. Nếu có nó thêm một đoạn đường, lấy cái tên gì đó. Chứ không bao giờ họ đổi nguyên một con đường. Bởi vì sao? Bởi vì đổi một con đường đó là đổi luôn cả một cái hệ thống thư từ trên thế giới, mà quan trọng nhất là hệ thống kinh doanh. Con đường bôn xa là con đường huyết mạch và thương vụ. Nếu mà đổi con đường bôn xa thành con đường đại lộ Trần Hưng Đạo, cái đó rất là hãnh diện. Nhưng mà đối với người Mỹ, họ không cho đó là hãnh diện, mà họ cho đó là một cái sự thay đổi kinh khủng và kinh hoàng luôn nữa. Biết bao nhiêu hệ thống mà gửi hàng trên nước Mỹ và trên toàn thế giới. Cái số 9.000 Bonsai Avenue nó mất tiêu, mà bây giờ lại phải là 9.000 Trần Hưng Đạo. Những người đã quen cái tên Bonsai Avenue, họ sẽ không bao giờ họ nhớ nổi cái Trần Hưng Đạo. Chưa kể tiếng Việt Nam. Trần Hưng Đạo. Thế mà họ cố tình để được cái chữ đại lộ Trần Hưng Đạo bé tí bé teo, bé tổng tèo teo, để nằm dưới cái chữ Bonsai Avenue. Cái đó có hãnh diện không hả? Phan Kỳ Nhân, Tạ Đức Chí, Thái Lê Diệp, không một chút nào hãnh diện hết. Một sỉ nhục mà một vị anh hùng dân tộc nằm cái dưới chữ Bonsai là cái gì? Là cái túi, Bắc Kỳ chúng tôi gọi là cái bị. Bị đó là bị gậy ăn mày. Họ đã muốn biến cái Sài Gòn này thành là cái xóm cờ vàng. Nhưng mà ngày hôm nay đó, ngay tại Phước Lộc Thọ, cái lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa đã không còn phất phới tung bay từ 3 năm nay. Họ đâu có biết rằng chủ nhân mới của Phước Lộc Thọ đâu có phải là ông Phan Giao nữa. Ông Phan Giao mới là người Việt Nam gốc Tàu. Ông yêu nước gốc của ông hơn, chứ ông làm sao ông yêu nước Việt Nam được. Bây giờ chủ nhân mới. Các ông đòi đi cái đường mà trên đường Bôn Sa rẽ vào trong đó là để vào trong một cái bãi đậu xe của Phước Lộc Thọ. Để tên là Sài Gòn. Thành phố nó chấp nhận, mà chủ nhân trong đó họ cũng chấp nhận luôn. Mà cái cộng đồng này nó ngu lắm, nó không biết tại sao họ chấp nhận. Bởi vì đây họ gửi một thông điệp cho những người mà cái đầu óc đen tối như Phan Kỳ Nhơn, Lê Quang Giật, rồi Phan Tấn Ngu.
Các ông ngu lắm. Đúng rồi, cái Sài Gòn của ông ấy chỉ nó nhỏ như thế này thôi. Nếu mà nó để chữ Hà Nội thì lại còn chửi Việt Nam mình đúng không? Họ không để. Họ để Sài Gòn. Ê, Sài Gòn tụi bay đấy. Nó đúng giống như cái tên mà tụi bay đặt đó, Little Sài Gòn. Khi mình tự nhận mình là Little Sài Gòn có nghĩa rằng mình là một cái mảnh vừa rớt ra khỏi đất nước. Little Tokyo, Little Chinatown. Người Chinatown họ đâu gọi Little đâu. Họ nói họ Chinatown. Họ đâu có dùng chữ Little. Nhưng mà Little Tokyo là Nhật Bản nhỏ. Nhưng mà cái Nhật Bản nhỏ đó đó, họ có cái vị thế của họ là cái Nhật Bản lớn nó đang ở trong nước. Thì bây giờ các bạn dùng cái chữ Little Sài Gòn là các bạn xác nhận. Hề, chúng tôi có Big Sài Gòn. Bây giờ hoành tráng lắm. Sắp sửa xây một cái nhà cao 107 tầng. Đấy. À, Võ Bích Ngọc. Tất cả những cái video của Nguyễn Thanh Tú, chú đã nói với lại Nguyễn Thanh Tú ok cho ba cơ quan, đúng, bốn cơ quan nếu muốn anh em, cơ quan chính dân, cơ quan giải độc chính trị và cơ quan Việt Vision cũng như cơ quan VHK. Có nhiều bạn nói với chúng tôi giải độc. Họ đã mượn đầu heo nấu cháo để mà kinh doanh. Thông cảm cho họ thôi. Giống như ngày hôm qua chúng tôi nói chuyện với Đỗ Dũng. Đỗ Dũng cũng có than phiền. Các bạn không hiểu cái trong cái cộng đồng này phải luồn lách. Phải như phố Bonsa TV. Tại sao phố Bonsa TV... Tại sao Đỗ Dũng, Đoàn Trọng ra phi trường đón Việt Khang được mà KBC Hải Ngoại không được? Thì chúng ta hiểu rồi. Tại vì chúng tôi chỉ đi một con đường, chúng tôi không đi hai con đường. Thì chúng ta phải thông cảm. Thí dụ như cái vụ Đỗ Dũng ở về APEC. Đỗ Dũng làm 10 bản tin. Thì 9 bản tin trung thực hay là 9 bản tin đó nói có lợi cho nhà nước Việt Nam thì cũng nên cho họ một cái bản tin chung chung để nó lấy cái cân bằng. Nhất là ông Ngô Nhân Dụng. Từ ngày ông làm chủ nhiệm đó, ông Ngô Nhân Dụng này ông ấy rất là cực đoan. Đỗ Quý Toàn. Ông cực đoan đến nỗi mà em của ông ấy, Đỗ Việt Anh, không làm nổi với tờ Người Việt, nhảy ra mở một cái tờ báo khác. Anh em mà còn sống với nhau không được thì hỏi làm sao mà sống với người ngoài được. Thì ông Ngô Nhân Dụng này rất là nghe là nhạy cảm. Thành ra anh em làm báo ở trong Người Việt bây giờ. Nhưng mà ít ra đó chúng ta cũng có thêm được một hai bài, ví dụ nói về U23. Trong khi những tờ báo khác như tờ báo mà của mà tôi gọi Nico giả, là tức là bà ông Trần Gia Từ với bà Nhã Ca. Bà Nhã Ca bây giờ là đi đâu cũng mặc cái áo nâu. Nó đều tu tại gia. Bà làm ơn bà đọc kinh, bà xin lỗi ông Nguyễn Đắc Xuân dùm cho tôi đi cái áng rồi hãy phản tỉnh. Bà nói ông Nguyễn Đắc Xuân chết mà ông Nguyễn Đắc Xuân qua đây rồi, bà kêu gọi người ta đi biểu tình. Thì phải xin lỗi đi nhé. Lừa bịp độc giả. Cái bản tin đã banh, nó đâu phải chính trị đâu mà cũng không dám đăng. Cả hai tờ Viễn Đông với lại tờ ấy. Tờ Viễn Đông cái ngày cuối cùng mới đăng là tại vì Việt Nam thua. Việt Nam không được vô địch.
Cái Việt Nam mà được vô địch thì có dám đăng nữa không? Làm báo mà khốn nạn như vậy, không dám nói lên cái tâm của mình. Hãy chào đạo diễn Hoài Phong. Nếu bây giờ đó cái tượng Trần Hưng Đạo, họ có thật tâm không? Không. Bây giờ đó, khi mà mình dựng cái tượng Đức Trần Hưng Đạo lên đó, mình phải nhắm là cái tương lai của cái bức tượng sẽ đi về đâu. Mình phải nhắm vào cái tự lực, cái lượng sức của mình trước khi mình làm. Định rằng dùng cái tượng đó rồi bà con sẽ ùn bỏ tiền vào. Phan Kỳ Nhơn, Du Miên này kia đánh giá sai. Họ tưởng rằng cái cộng đồng này thương họ lắm đấy. Không. Họ có thể yêu cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà những cái loại người như Phan Tấn Ngưu, Phan Kỳ Nhơn, Lê Quang Giật. Tôi hay nói đùa đó. Ông Giật này đó, tên ông là ông Giật. Có cho ông chức vụ gì thì cho, nhưng đừng cho ông làm ủy viên tài chính hay là thủ quỹ. Bởi vì tên của ông là Giật rồi, đưa tiền là ông Giật ngay lập tức. Ông Phan Tấn Ngưu, Ngưu là con trâu nhưng mà người Nam thì hay gọi là Phan Tấn Ngưu. Tôi thì nói giọng tiếng Nam không được, tôi là Bắc Kỳ nên tôi đọc nó ra là Phan Tấn Ngưu. Đâu, trong hai con bò với con trâu thì con trâu nó ngu hơn con bò thật. Bởi vì bò nó có cái loại bò đỏ đó. Tôi không nói cờ đỏ nha. Thì cái tượng Đức Thánh Trần lúc đầu làm cái tượng nhỏ giống hình Nguyễn Xuân Nghĩa lắm. Ai đi ngang qua cũng nói Nguyễn Xuân Nghĩa. Mà nó bằng thằng bé tí. Thế rồi mà nhân cái cơ hội đó các ông lại bán cái tượng nó đi lên trên San Jose. Tượng làm bằng thạch cao. Cao làm một cái bức tượng khác. Làm tượng khác thì lại đi xin tiền. Đại lý ở Sài Gòn thông báo được 160.000. Trong khi đài của ông Du Miên VNATV cũng gây quỹ. Nhưng mà không thông báo số tiền. Bởi sao? Dân nhà báo chúng tôi ở cái quận Cam này gọi Du Miên là cái thằng tôn tẫn. Tại sao nó tôn tẫn này? Tại vì hồi Việt Nam Cộng Hòa anh cắt gân. Cắt cái gân ở dưới chân để khỏi đi lính. Anh không đi lính không phải là vì anh thích Việt Cộng mà anh không đi. Anh không đi lính là tại vì anh chết nhát, anh hèn, anh sợ chết. Tức là trốn quân dịch. Không phải là tất cả những thằng trốn quân dịch là những thằng yêu chủ nghĩa cộng sản đâu. Những thằng trốn quân dịch là những thằng hèn. Không dám chết. Du Miên đi theo cái đám nhà báo biểu tình, làm tà lọt, bưng nước cho mấy ông đại ký giả đi biểu tình. Thì bây giờ đây qua đây nó vẫn cái bản chất. Non sông thì dễ đổi, bản chất thì khó lời. Thì bây giờ cho tới giờ phút này, ông Du Miên nói rằng cái tượng mới đó, chúng tôi cần 15.000. Voilà, 15.000, ok. Thế 160.000 thì nó bây giờ nó đi đâu? Chắc chắn nó hơn đấy nhé. Cái thằng nào ngu mà nói thật. Mà nó có đâu có báo cáo đâu. Còn Du Miên được bao nhiêu? Thế bây giờ lại đi lên trên đài xin. Một tháng chúng tôi phải đóng 5.500 đồng tiền. Thuê cái đền Đức Trần Hưng Đạo. Cái đó mới gọi là cái đền này. Đi mướn một cái phòng trong cái khu thương mại. Cái bộ chỗ đó để người ta bán. Nhiều khi cái phòng đó mà hồi xưa nó làm massage trong đó nữa, dơ giấy này. Bây giờ nó để thờ Đức Trần Hưng Đạo trong đó. Đấy, bây giờ đó, ông Ban, ngày xưa ông là người Việt Tân, ông ủng hộ Phan Kỳ Nhơn. Ông không lấy tiền.
thì ông chết. Con ông ấy là Mỹ, nó sanh ở đây, nó là Mỹ, nó trưởng thành đây, nó làm theo kiểu Mỹ. Ok, trong danh sách mà CPA, ông kiểm tra mà về tài chính của công ty, nó đây có cái quán tên là đền Đức Trần Hưng Đạo, đương nhiên nó gọi là quán ấy. Một tháng là 5.500, không thấy họ đóng. Thì con nó bảo ok đòi tiền, bây giờ vội vàng đi đòi tiền, xin một sen cũng được, một xu cũng được, 5 xu cũng được, 10 xu cũng được, xin từng đĩa xôi. Trời ơi, một cái đĩa xôi cũng phải đi xin nữa, mà xôi gà, xôi gấc, xôi gì cũng được hết quý vị, có nấu xôi được mà mang tới, rồi thịt heo, gà quay này kia cũng được, cái gì có cái gì mang cái đó tới. Thế làm sao mà chống được Việt Cộng? 30 tháng 4 1975, 1.200.000 quân súng ống đầy đủ hết, mà bây giờ hãy còn ấy. Em mà chết vẫn sai, em 113, quân đội nhân dân họ vẫn còn đang dùng đấy. Họ mang cả em 113 qua bên chiến trường Campuchia dẹp loạn Pol Pot ở bên đó. Thế mà mình bỏ chạy, bỏ chạy cho bây giờ nó đòi giải thể. Giải thể mà Tết năm ngoái đấy, diễn hành Tết là một cái chiếc xe, ở đầu thì xe hơi, đuôi cái cánh thì là F5, mà cái đuôi đó thì lại là Su-30, máy bay tiềm kích của không quân, của quân đội nhân dân. Tại vì F5 nó chỉ có một ống khói thôi, đằng này làm tới 2 ống khói. Cái máy bay mình lái mà anh em không quân làm mà còn không nhớ nó là cái gì nữa. Đi vào trong Google đi, đánh cái chữ F5 nó ra đầy hết cả máy bay. In ra cái lớn mà ra phun sâm, nó in ra cái lớn nó làm có gì đâu. Mà sao mà ngu thế, cả một cái hội không quân này. Lê Văn Sáu là hội trưởng hội không quân kiêm hội trưởng, chủ tịch của Liên hội cựu chiến sĩ, cho chiếc xe máy bay F5 có hai ống khói, chưa bao giờ có một F5 nào 2 ống khói hết. Họ chỉ làm sao mà đánh được Việt Cộng, thua quân đội nhân dân là phải. Bây giờ năm nay làm cái gì quý vị biết không? Làm cái chiến hạm Nhật Tảo HQ-10. À, tại sao những năm trước họ không làm? Năm trước bà Nguyễn Thành Chí bà còn sống nó không làm. Bây giờ bà chết rồi. Một ông hải quân ở bên Úc nói chuyện với tôi. Anh Hùng, chúng tôi thu được tiền, chúng tôi gửi về cho bà Nguyễn Văn Thà 1.500 này kia, hàng năm này kia đại khái. Tôi bảo tôi không tin vào lời nói, nhưng mà đó tôi bắt buộc phải tin những gì bà Thà nói. Nếu mà tôi phải tin vào lời nói thì bà Thà nói đúng hơn các ông. Bà Thà nói có trong video thôi mà. Bà Nguyễn Thành Chí nói có trong video khi tôi về Việt Nam tôi phỏng vấn. Còn các anh nói, các anh đóng tiền, các anh chứng minh cho tôi đi. Photocopy hay là chụp hình đi, các anh biên nhận đâu? Gửi tiền phải có biên nhận chứ, đúng không? Anh im luôn đấy, còn bảo tôi là cái yêu cầu anh rút cái bài này xuống. Thế mà tại sao các bạn không đi yêu cầu ông trung tá Lê Văn Thử đó của các bạn, ông là ông hạm trưởng của cái HQ-16, ông là người viết đó, tôi phải là người viết đâu, ông phải tôi hạ xuống. Tôi hạ xuống tức là tôi không tôn trọng độc giả của tôi. Độc giả tôi tin tưởng tôi, gửi bài cho tôi đăng. Các bạn không bằng lòng, các bạn viết bài phản bác đi. Có ông hải quân nào dám phản bác không? Tại vì các ông không dám đối diện với sự thật. Người ta nói sự thật thì các ông đau lòng. Bây giờ năm nay làm cái hải quân tôi đưa lên KBC hải ngoại, tôi quảng cáo dùm cho quý vị đấy. Ngon lành lắm. Hai ông hải quân
một ông Quang Hải quân. Ông này là chuyên môn về vấn đề văn nghệ của Hội Hải quân Cửu Long đây này. Mặc cái áo áo phao màu cam. Trời ơi, cái tàu nó đậu ở trong kho đang làm có nước đâu mà phải mặc áo phao đứng chụp hình cầm khẩu súng nữa. Khổ, tưởng tượng trước mặt là tàu Việt Cộng, tàu tàu hải quân quân đội nhân dân bây giờ lớn hơn tàu của các ông nhiều. Tàu Hamilton nó lớn hơn cái tàu của Việt Hải quân mình ngày xưa nhiều. Chưa kể mà sức khỏe giống như lúc nãy cái ông khùng của nhóm Trần Hải Yến nói tôi đó, là nói sự thật đau lòng. Ông khùng của nhóm tối thiểu là phải 65 tuổi. 65 tuổi thì đánh đấm cái gì nữa. Chẳng biết mấy ông quảng cáo tôi sao thì không biết. Bao nhiêu người nói là ông Bác Hùng 71, 72 tuổi mà Bác còn khỏe như vậy. Mình lớn rồi, mình đầm lại. Mình ngồi mình suy nghĩ lại. Mình thật sự mình có yêu nước không? Câu trả lời chắc chắn yes. Nhưng mà yêu nước không có phải là phá hoại đất nước. Yêu nước là mình làm cho đất nước mình nó thịnh vượng đấy. Tại sao lúc đầu Việt Hương và Phú Quốc họ phải nhờ đến một cái công ty, họ đã sẵn sàng họ trả tiền cho một công ty Hồng Kông đứng tên dùng cho họ để họ nhập cảng nước mắm. Bây giờ nước mắm vị Việt Hương và nước mắm Phú Quốc là bán chạy nhất. Và họ đã hy sinh cái số tiền đó. Thì đáng nhẽ cái số tiền mà đáng nhẽ họ lời đó, họ đã phải trả cho một công ty nước ngoài. Trả cho bọn tàu Hồng Kông để được made in Hồng Kông để che mắt cộng đồng. Cái cộng đồng này ngu lắm. Nó thấy chữ made in Hồng Kông là xong rồi. Họ nghĩ rằng cái đó của tàu. Tại sao chống tàu mà không cho, mà lại chấp nhận chuyện đó? Như vậy là yêu nước à? Nước mắm Hồng Kông thì được quyền bán mà nước mắm Việt Nam thì lại biểu tình. Thế là cái chó gì? Năm nay năm chó đấy. Nhưng mà những nước mắm sau này, thưa quý khán giả, bây giờ từ năm 2017 nước mắm made in Việt Nam đầy hết các chợ. Có anh nào dám biểu tình nữa đâu. Hết rồi. Nhưng mà Việt Hương mới lại Phú Quốc bây giờ có thể rằng họ cũng sẽ bắt đầu in lại nhãn là made in Việt Nam. Nếu họ có cái, họ hết hạn cái hợp đồng của họ, ok, mượn cái nhãn của Trung Quốc là 5 năm thí dụ như vậy, của Hồng Kông 5 năm. Sau 5 năm thì họ để lại made in Việt Nam lại. Có người nói với tôi là Trung Quốc mua rồi, chúng tôi không tin. Chúng tôi không nghĩ rằng là Việt Hương với lại Phú Quốc họ không bán đâu. Ai lại bán thương hiệu? Cho mượn thương hiệu, cho mướn thương hiệu. Có. Để che mắt mấy cái cộng đồng này nó ngu lắm. Nó hời hợt lắm. Đầu óc nó không có sâu xa. Nó không có sâu sắc. 21 chiều tư tưởng mà có một chiều là chiều sâu thì không có. Đó là những người cộng đồng. Bây giờ đó, Tết mất đầy hết trong tiệm, có tiệm nào sợ đó thì tháo cái nhãn ở dưới ra made in Việt Nam. Còn tiệm, có tiệm vẫn để uy nguyên, chúng tôi vào chúng tôi coi dở lên dưới đó made in Việt Nam đầy hết. Cà phê bây giờ 10 loại cà phê Việt Nam, cà phê G7, cà phê Nestle, cà phê Vina, cái gì đầy hết. Tuyến nhài tuyến nhiếc gì đầy hết ở Việt Nam, ở đây bán ngay trong chợ. Có ai phản đối không? Tại sao mình phải đốn? Mình ghét lãnh đạo, nhưng mà tại sao mình lại cấm những cái vấn đề đó? Bởi vì những cái đó nó mang, không phải mang tiền để củng cố chế độ. Họ mang lại đời sống cho dân chúng của mình, bạn bè mình, thân nhân mình.
Các bạn có bà con Việt Nam không? Khi người bà con của bạn làm ở trong đó một tháng được tiền, làm trong cái hãng mà in nước, làm nước mắm ở Thanh Hóa đó, Việt Hương ở Thanh Hóa, họ về họ mang cái tiền đó tới một cái tiệm họ mua, thì đó là những cái đồng tiền nó luân lưu ở trong xã hội thôi. Thì lẽ dĩ nhiên nhà nước sẽ thâu thuế cái này kia. Thế nhưng mà nó thiển cận đến mức mà yêu nước mà lại chống những hàng hóa nhập cảng Việt Nam. Và bây giờ các bạn thấy rằng 4-0. Không du lịch, không buôn bán, không giao lưu và không gửi tiền. Bây giờ thì đầy hết. Western Union nó biểu tình, nó gửi tiền. Tại sao không chống? Chưa biểu tình chống ly gửi tiền lẻ lên chống. Thế mà thằng Hòa Phát ấy, thì không chống. Bởi vì Hòa Phát là Nguyễn Trọng Phú, mà Nguyễn Trọng Phú là con của Nguyễn Trọng Phát. Mà Nguyễn Trọng Phú là người của Việt Tân. Thành ra không chống. Như vậy chống vì cảm tính chứ đâu phải là chống vì lý tưởng. Bây giờ không du lịch Việt Nam, vé máy bay bay hết rồi. Bây giờ quý vị mua có thể vào, có thể được 1-2 cái vé nhưng mà rất là đắt. 1,5-1,7 một cái vé. Không có vé để mà đi nữa. Không buôn bán, đi vào trong chợ đi. Đầy hết hàng Việt Nam trong đó. Không giao lưu thì bây giờ còn lại ai? Tất cả đều về Việt Nam hết rồi. Ca sĩ Đan Nguyên rất mong muốn để về Việt Nam, nhưng mà lỡ cái ngày xưa, lỡ mặc quá nhiều áo lính, mặc hết biệt kích tới biệt động quân, nhảy dù thủy côn lục chiến không quân vương này kia rồi. Trong khi nhìn lại những cái giờ, bạn bè mình là đầy hết ở Việt Nam hết. Quang Lê đi đi về về, có ai chống đâu. Quang Lê về đây hát, vẫn ủng hộ như thường. Đan Nguyên nói rằng á, ca sĩ thì cần sân khấu. Mà sân khấu ở đây chết rồi. Ngay cả con nít còn bị giành giật nữa. Ngày lễ Tết Trung Thu thì để cho con nít hát. Đây toàn là bà nội, bà ngoại lên hát không. Mà bà nội, bà ngoại bây giờ đó, bà hồi sinh lắm. Hồi xuân chứ xin lỗi. Bà nội, bà ngoại hồi xuân lắm. Bà nào bà ấy đều là có 2 trái bưởi đằng trước. Thành ra bây giờ mấy tiệm mà buôn bán cái nắp bình sữa giờ phải mua cái loại mới. Cái nắp bình sữa to ấy. Nắp cũ là hết rồi, hết đậy nổi. Đậy cho các mợ. Nói cho các mợ thì nhà bà này cũng quen với lại, cũng có giống ở trên Facebook con có nick nhỉ, bà Phạm Đào, vợ ông Nguyễn Văn Ức. Tức cười lắm, bây giờ họ chế ra một cái trong các cái buổi tiệc thì các mợ võ bị Đà Lạt hay là mợ cảnh sát quốc gia nhỉ, đứng một cái vòng cung này, thì ở giữa là mợ Phạm Đào, tức là vợ ông Nguyễn Văn Ức đứng ở bên võ bị lại còn ngon lành hơn nữa. Cái tôi gọi là Thái Thượng Hoàng Nguyễn Văn Ức với lại mẫu hậu Phạm Đào đứng. Đứng như là ông vua là tóc bạc trắng. Họ ham danh kinh khủng đấy. Ham danh tới cái mức như vậy. Không về hưu nữa. Và lại càng xếp cái đội hình, hình cung cung hai ông bà đứng ở giữa. Thế bây giờ đó, chúng tôi nghĩ rằng Như Quỳnh là ca sĩ cuối cùng. Còn Nguyên Khang mới là Nguyễn Phi Tiễn mới là ấy này kia, coi như là không về rồi. Cái nhóm Ngô Kỷ, giống như lúc nãy chúng tôi nói ông Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm là Ngô đúng không? Tôi không nói những họ Ngô khác nha. Tôi chỉ những người nào mà nổi dưới bắp rang tôi mới nói thôi. Thì Ngô Hộp Bắp ngon ghê, ngon quá là Mỹ nó giết.
Ngô Kỳ bây giờ cũng vậy, hết nổi rồi. Cả một cái băng Ngô Kỳ bây giờ, những người còn lại đấy, mà chạy ra nhập với lại băng bên cộng đồng. Gia nhập vào Bùi Thế Phát, thằng Bùi Thế Phát nó là triệu phú thật, nhưng mà nó bảo thằng bần tiện kinh khủng luôn. Dư sức tổ chức nó bỏ ra 50.000, 100.000 là tổ chức một cái hội chợ, à một cái diễn hành, dư sức vẫn phải đi xin tiền. Bởi vì cái thằng này nó chỉ ăn mà nó không có nhả. Mà cái giống mà ăn ấy, mà không nhả là thường thường hay thích ra ngoài sinh hoạt cộng đồng lắm. Phan Kỳ Nhơn, Văn Tấn Ngưu, Lê Quang Giật, toàn là cái dân ăn không nhả không. Thì cái du lịch, buôn bán, giao lưu, sách vở, sách báo Việt Nam bây giờ bán đầy hết ở trong các tiệm sách. Thật sự rằng họ không bán thì lên trên Internet thiếu gì. KBG hải ngoại đó, đăng một lúc cả mấy chục bài viết của ông tiến sĩ Nguyễn Tiến, Tiến Hưng đó. Cho nên gửi tiền đó, bây giờ thì tranh nhau gửi. Có ai nói gì đâu. 100 đô thì là tiền lệ phí là 2 đô. Bên này giữ 1 đô, bên Việt Nam giữ 1 đô. Mà Việt Nam là ai? Việt Nam là các ngân hàng. Tất cả các cơ sở gửi tiền đây đều có ngân hàng ở Việt Nam gối đầu, thưa quý khán giả. Những cái thằng cộng đồng này đó, nó, bởi vậy nó mới nói rằng nó nuôi. Ai nuôi? Người ta đi gửi tiền về thân nhân người ta chứ. Thì bao nhiêu tiền so sánh với lại những cái thương vụ họ buôn bán, người ta bán hàng người ta nói chuyện bạc tỷ đô la chứ ai nói bằng mấy trăm bạc đi gửi về Việt Nam. Thì Ngô Kỳ bây giờ đó cũng vậy, rất là cô đơn. Tại cả cái phe hắc đạo, bạch đạo năm 2017 coi như đấy, bởi vì Ngô Kỳ quay lại chửi. Mà tôi thích Ngô Kỳ chửi liên hội cựu chiến sĩ, tập thể chiến sĩ, Bùi Thế Phát. Mà không ai dám nói gì Ngô Kỳ hết. Không ai dám làm. Bởi vì sao? Bởi vì nước Mỹ nó có luật pháp. Nó không phải như là ở Việt Nam. Để cho cái đám mà cái là Trần Hải Yến ra Việt Bùi muốn làm viện kiểm soát nhân dân, muốn làm công an, muốn làm cái gì cũng được. Còn có một cái ông mà ông Sịt Ke Nguyễn Phúc Hưởng nội dạy Võ Tấn Đông là cách mà đi thưa. Tôi chỉ nói rằng á, các bạn nào muốn hẹn tôi đó, 2017 sự ra đi của ông Nguyễn Văn Khanh. Ông Nguyễn Văn Khanh vẫn còn có tài, vẫn còn giỏi, mà tại sao ông phải ra đi? Là bởi vì cái lá thư của ông Nguyễn Thanh Tú nêu đích danh RFA, tức là Đài Á Châu Tự Do Việt Mỹ, à, chương trình tiếng Việt, là một cái tổ chức tài trợ cho Việt Tân, khủng bố Việt Tân, và yêu cầu phải bỏ tên ông Nguyễn Văn Khanh và Đài RFA đã phải bỏ. Nhưng mà Nguyễn Thanh Tú vẫn thưa như thường. Tại vì nếu mà không bỏ mà bị thưa đó, mà ra tòa đó thì nó còn nặng hơn nữa. Thì thôi giữ một cái thằng mà nó không có lợi cho mình thì thôi cho nó đi. Để ra tòa còn nói rằng à, thưa quan tòa, tôi đã đáp ứng lời yêu cầu của Nguyễn Thanh Tú là tôi đã đuổi cái thằng Nguyễn Văn Khanh đi, mà tại sao rồi ông ta vẫn cứ thưa tôi. Ông tòa sẽ nói rằng á, cái chuyện mày đuổi nó đi là cái chuyện của mày, còn cái chuyện ông này ông thưa là cái chuyện của ông ấy. Và hồi xưa đó mày và ông Nguyễn Văn Khanh có đưa tiền cho Việt Tân hay không? Năm 2007 có đưa tới 400.000 hay không? Đấy. Cái đó chuyện là chuyện khác, nó chẳng có ăn thua gì tới vấn đề mà ông Nguyễn Văn Khanh còn làm giám đốc chương trình Việt ngữ của Đài RFA nữa hay không. Đấy. Và cái vụ án này, thưa quý khán giả, chúng tôi xin lặp lại, đây là một cơ hội mà nhà nước Việt Nam bất chiến tự nhiên thành,
không cần phải ra tay mà Việt Tân tự động nó sẽ chết. Nhưng mà chỉ tiếc rằng á, Nguyễn Thanh Trú không có đủ tiền để theo dõi, tại vì cái vụ kiện của Nguyễn Thanh Trú nó có hai mặt. Một mặt về hình sự và một mặt nó về dân sự. Thì bên cái vấn đề mà FBI cũng như CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ họ nhức đầu lắm. Bởi vì họ là người đã bao che cho Việt Tân hồi đó dưới một cái vỏ bọc là tìm người Mỹ mất tích tại Đông Dương. Cái anh Hoàng Cơ Minh này đó, anh và những cái nhóm của anh tham mưu của anh ấy, biến cái đó thành một cái tổ chức lạm dụng kiếm tiền. Thành ra bây giờ nếu mà đi ra tòa nó phải tiết lộ cái hồ sơ đó ra đó thì mất mặt FBI và CIA. Do đó đó, nếu mà đưa ra đó thì Nguyễn Thanh Trú cần phải rất nhiều tiền để theo đuổi. Bởi vì đó, bà dân biểu thì bà nói một câu rằng các bạn không thể bao giờ thắng nổi CIA, thắng nổi FBI. Bởi vì họ có rất nhiều mưu kế và họ có rất nhiều tài liệu. Và khi mà ra tòa họ luôn luôn thắng, bởi vì họ biết cách xâm nhập vào đời tư của các bạn. Thành ra bởi vì nếu cái vụ kiện này nếu đi vào cái hình sự đó thì tốn rất nhiều tiền. Mà Nguyễn Thanh Trú thì không thể nào có tiền để mà đi theo nổi nữa. Mà không lý mà nhà nước Việt Nam nhảy vào thì nhà nước Việt Nam chắc chắn không dám nhảy vào. Tôi nói không dám là tại sao? Là tại vì cái thể diện của đất nước, vì vấn đề ngoại giao của vị thế của mình. À, mày ghét cái thằng Việt Tân, bây giờ chúng ta kiếm ra được cái nguồn cung cấp tiền của mày cho thằng Nguyễn Thanh Tú. Thành ra khó lắm. Do đó cái vụ kiện của Nguyễn Thanh Tú chỉ được đi về dân sự. Thì bên kia thể nào cũng có bị phạt, cũng bị tù. Thế nhưng mà chắc chắn nó nhẹ hơn là cái nếu mà đi vào hình sự. Chúng tôi đưa ra cái này không phải là chúng tôi khuyến khích nhà nước Việt Nam nhúng tay vào. Nhưng mà chúng tôi đưa ra để cho những cái đỉnh cao trí tuệ của chúng ta suy nghĩ ra được một cái phương cách nào để giúp cho Nguyễn Thanh Tú. Các bạn nào trong chúng ta có thể cố vấn cho Nguyễn Thanh Trú điều này. Điều tiên quyết bây giờ Nguyễn Thanh Trú cần cái dấu đồng, tức là tiền. Tài liệu, hồ sơ đã có đầy đủ hết. Kể cả cái hợp đồng của Bộ Quốc phòng với lại tổ chức Việt Tân. Coi như là cái vấn đề mà 2017, vấn đề cộng đồng chúng tôi cũng đã xong. Qua vấn đề Hoa Kỳ, như lúc nãy chúng tôi nói, FBI bây giờ nó lòi ra và chúng tôi rất khâm phục Tổng thống Donald Trump. Ông dám đương đầu với lại FBI. Ông dám tiết lộ cái hồ sơ của FBI. Kinh khủng luôn. FBI đi mướn cả một cái người làm gián điệp của anh ngày xưa. Của M6. M6 đó. Để mà rồi là lên là dựng tạo một cái tin giả. Và cái thứ hai đó là cái ở Mỹ đó là cái chuyện tham nhũng và quyền lực tại khống chế quyền lực tại thành phố Westminster, mà nhóm của ông hai tờ báo Viễn Đông và tờ báo Việt Báo không dám đăng. Cái U23 còn chưa dám đăng thì làm sao mà dám đăng cái chuyện này được. Một cái vết ghẻ to lớn của cộng đồng Việt Nam đâu dám đụng tới. Và có bạn hỏi tôi rằng á, tại sao bác nói rằng á, Tạ Phong Tần là người cuối cùng nhà nước Việt Nam sẽ không đưa đi, không đưa ai qua đây nữa đấu tranh.
đấu tranh để lấy một cái vé qua đây. Vâng, thưa, cái điều đó đúng. Nhưng mà quý vị nhìn lại từ hôm mà Trảo Phong Cần cho tới bây giờ, Trương Minh Tam với lại nhóm Việt Khang tới bao lâu rồi? Cũng cả một năm, năm rưỡi rồi. Nhưng mà tại sao lại cho đưa đi? Tại vì họ đã ở tù xong rồi. Thành ra lúc sau này những cái bản án tù đó cho tới 10 năm, tới 15 năm, 14 năm. Không, hay là tối thiểu cũng 5 năm. Việt Khang ở hết tù 4 năm. Cái đau khổ cho Việt Khang là bây giờ đó, ở tù vợ đi lấy chồng khác. Và ngược lại bây giờ lại đau khổ cho bà vợ là không được đi Mỹ. Và nhiều khi bà vợ cũng không muốn đi Mỹ nữa. Đâu có phải ai Việt Nam cũng muốn đi Mỹ đâu. Việt Khang tuyên bố rằng rất là nhớ con. Đấy. Mình đã là, nếu mà thật sự mình là người đấu tranh, mình phải hy sinh tình cảm gia đình. Mà qua đây á, bây giờ hỏi như, tôi chỉ có nhớ con. Đấy. Và cái đó nó sẽ ám ảnh Việt Khang suốt đời. Và tôi tin chắc rằng Việt Khang không phải là nhạc sĩ. Việt Khang cũng giống như một nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Mình là nhà thơ mà qua bên Mỹ không làm nổi một bài thơ. Bởi vì mình là nhà thơ giả, mình mạo danh. Thì Việt Khang cũng vậy. Trúc Hồ là người viết Việt Nam tôi đâu, mới lại anh là ai. Xong rồi cho Việt Khang ký tên để mà thổi phồng cái vụ đấu tranh ở trong nước đây. Cái điều mà Việt Khang tới Los Angeles sẽ nói lên điều gì? Đầu tiên chúng tôi thấy rằng sự chia rẽ. Tại sao Tạ Phong Tần không ra đón? Tại sao Cù Huy Hòa Vũ không ra đón? Tại sao Nguyễn Chính Kết nghe đấy, những người đi trước không ra đón? Chỉ có Điếu Cày ra thôi. Bởi vì Điếu Cày là người của SBTN. Còn những người kia là không phải. Thì Điếu Cày ra đón. Điều đó nói lên những cái sự, một cái màn kịch rất là kịch cỡm. Người ta tới đây, người ta chưa kịp thở, chưa kịp nghỉ, cái vội vàng dẫn đi vào trong nghĩa địa Chúa Chiên Lành để mà đi thăm Việt Dũng. Rồi mang tới mẹ Việt Dũng, rồi bây giờ tôi mất Việt Dũng rồi để tôi nhận Việt Khang làm con nuôi. Cái màn kịch rất là rẻ tiền. Rồi ngày hôm qua là tung ra một cái flyer là Việt Khang sẽ đi khắp nơi, những nơi này đầy hết trong năm 2018 và 2019. Trời ơi, bây giờ đó Việt Khang ơi, người ta đang mang cháu đang ra làm như là một con khỉ để đóng những cái đoàn xiệc cao đơn hoàn tán. Con khỉ nó ra đó, người ta dắt nó đi ra, nó làm trò, nó diễn, nó để người ta bán cái thuốc cao đơn hoàn tán. Dùng Việt Khang để làm những cái trò như vậy. Thật sự là nói, chúng tôi nói ngày hôm nay cũng khá lâu, khá nhiều. Chúng tôi chỉ nói sẽ có nhiều việc đầu năm, sẽ nói chuyện với các bạn nhiều hơn. Chúng tôi xin phép được chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.